mỹ nữ chân dài. Sao? Nói là tên mỹ nữ chân dài đúng không? Ai chắc cái đó là anh đang gọi là mỹ nữ chân dài. Chắc vậy đó, người chân dài quá mà. Người ơi, sao có bán gì? Mỹ nữ chân dài. Bi bi, đâu kia có ngan nữa kìa. Ai nói con thiên nga hả? Thiên nga hay ngan? Đi qua cầu thiên nga. Ngỗng, cũng ngỗng. Nhìn cái mặt dữ ghê luôn. Ồ. Không, đi đây nè con. Đi qua cầu thiên nga. Không có vô được đâu. Không có vô được thì đứng ngoài này xem thôi. Đi qua bên kia kìa, con đi lúc này mới qua đường rồi. Mỗi em sẽ có một cái mã số nha. Cận cảnh này. Bia công này. Làm sao này? Tên 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 tên. Nếu yêu thích cái áo này của bạn sao á thì có thể bấm vào liên kết nha. Liên kết để mình mua nha, mặc cái bạn sao nha. Đó. Chất rất là mát, che nắng được.